Xin kính chào tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước. Xin kính chào tất cả những ai đang theo dõi chương trình này. Xin kính chào và xin cảm ơn. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam đã rơi vào tay của Tàu Cộng chưa hoàn toàn, nhưng cũng không phải chỉ mới bắt đầu, mà đã rơi vào từng phần. Kỳ vừa rồi, ngày mùng 5 tháng 3, lực lượng cơ động an ninh của Tàu Cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam tại Sài Gòn. Điều này chứng tỏ rất nghiêm trọng, đó là lực lượng cơ động an ninh của Tàu Cộng đã công khai xuất hiện đàn áp đồng bào Việt Nam đi biểu tình. Điều này bộc lộ hai điều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bất lực, không thể ngăn chặn được sự xuất hiện của lực lượng an ninh của Tàu Cộng, mà đành phải cho phép họ can thiệp vào. Thứ hai là có thể lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam khi đàn áp biểu tình thì có phần nương tay, có phần dao động trong tâm lý, cho nên họ phải mượn tay của lực lượng an ninh Tàu Cộng mà đàn áp lại đồng bào của mình. Đối với chúng ta, không còn nguy cơ mất nước nữa, mà là thực sự mất nước một phần rồi. Chỉ còn thời gian thì hiện tượng mất nước càng ngày càng rõ hơn thôi. Vậy về phía chúng ta cần phải làm gì? Rất tiếc là ở quốc nội hiện giờ, một số đồng bào chưa biết nguy cơ này, còn một số đồng bào đông thì biết khá rõ, nhưng đa số vẫn còn ù lì, thụ động, đau xót, có khi là khóc thương, nhưng vẫn thụ động chưa biết làm sao. Tâm lý thụ động chưa biết làm gì này lây lan ở nơi cả giới trí thức, giới nhân sĩ, các chức sắc của các tôn giáo, của tất cả các tôn giáo Việt Nam cũng đều thở dài, có khi khóc than, nhưng đa số do dự không biết làm sao. Chính vì vậy mà lần biểu tình vừa rồi chưa được thành công như dự kiến, nhưng dù sao thì cũng đã khởi động được cái cuộc thực tập vĩ đại này. Sở dĩ chưa được thành công là vì đối phương giữ những lợi thế hơn chúng ta rất nhiều. Lợi thế đầu tiên đó là họ kiểm soát được mạng thông tin. Và vì chúng ta bị khống chế thông tin, cho nên các đầu mối nối kết không nối kết với nhau được,
không thông tin địa điểm, thời gian, một số đợi chờ mãi, không biết khởi động thế nào. Những đầu mối thông tin này bị cắt điện thoại, cắt điện thư, bị canh gác chặt ở cửa nhà, bị cấm ra khỏi nhà. Một số bạn thì bị cướp cả điện thoại, cướp cả laptop, cướp cả tiền bạc. Rồi một số bị đánh, bị hăm dọa, bị đuổi việc. Và một số bạn trẻ thì bị đuổi học. Tất cả những ngăn cản này khiến hệ thống thông tin của chúng ta gần như tê liệt. Nếu họ tiếp tục khống chế như vậy thì thật sự chúng ta gặp quá nhiều khó khăn. Và một phần là vì tâm lý dao động sau lần đàn áp đẫm máu ngày 14 tháng 2 năm 2017 này tại Diễn Châu, Nghệ An. Hơn 30 người dân bị thương nặng và cả hàng trăm giáo dân bị đánh. Sự đàn áp thô bạo này tạo ra hai hậu quả ngược chiều nhau. Hậu quả thứ nhất là nhà nước Cộng sản Việt Nam bị mất uy tín trầm trọng trước quốc tế. Nhưng hậu quả thứ hai đó là tinh thần kiên định của người dân bị chao đảo. Rồi những người phụ trách không dám hô hào dân chúng vào nơi nguy hiểm, kẻo sợ con dân mình bị trả những giá quá cao. Nhưng vì chúng ta không còn con đường nào khác, hoặc là chúng ta phải đầu hàng để trở thành Tây Tạng thứ hai, hoặc là chúng ta phải đứng lên. Do đó mà chúng ta phải chọn con đường biểu tình ôn hòa toàn quốc này, dù là như một cuộc thực tập, nhưng cũng đành phải thực tập. Thực tập chủ nhật này qua chủ nhật khác, từ tháng này qua tháng khác, cho đến cuối năm 2017, hy vọng sẽ có được một chút thành công gì. Và nếu chúng ta áp lực chưa được thì chúng ta vẫn tiếp tục áp lực. Tại sao chúng ta lại chọn cái phương án này? Đó là bởi vì chống ngoại xâm luôn luôn là một động cơ, lý do giúp đoàn kết toàn dân hiệu quả nhất. Chống ngoại xâm như vậy để phân hóa hàng ngũ của bộ máy cầm quyền thành bốn phần. Phần thứ nhất, thiểu số thôi, khoảng chừng 10-15% là tủi nhục, cam tâm làm nô lệ Tàu Cộng. Phe thứ hai là cũng khoảng 10-15% là quyết tâm chống lại nhưng chưa có đường lối và dễ bị cám dỗ phải dùng nền bạo lực để lật đổ nhau. Chúng ta cố gắng dùng biểu tình để áp lực, can ngăn không cho họ sử dụng bạo lực. Bởi vì nếu họ sử dụng bạo lực thì Trung Quốc có cớ nhảy vào liền. Mà nhảy vào thì Việt Nam sẽ trở thành ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ ba, nơi mà quốc tế sẽ dùng để làm thí nghiệm cho các loại vũ khí hiện đại nhất. Đất nước chúng ta tan hoang, tan nát và có thể sẽ bị chia đôi vĩnh viễn từ đèo Hải Vân trở xuống.
Cho nên bằng mọi giá chúng ta cũng quyết tâm can ngăn không để phe này sử dụng bạo lực. Phe thứ ba là phe những người tự cho mình là khôn ngoan nhưng thực sự họ ích kỷ, họ chắp tay sau lưng, họ đứng nhìn thế sự và bên nào mạnh thì họ ngả theo. Phe này thời nào cũng có và đất nước nào cũng có, đó là những người thực sự là ích kỷ nhưng mà vẫn tự lừa gạt lương tâm mình rằng họ là khôn ngoan. Phe thứ tư may mắn là càng ngày càng đông, đó là phe biết thức tỉnh, biết sám hối, biết giác ngộ và muốn đứng về phía toàn dân. Chúng ta biểu tình để nhờ ba phe này dựa vào cái thế của toàn dân mà áp lực lên phe thứ nhất để trao quyền quản trị đất nước lại cho toàn dân. Chúng ta hy vọng công việc sẽ thành công nhưng với điều kiện là toàn dân phải kết thành một khối càng ngày càng bền chặt, càng mạnh mẽ hơn. Hiện giờ lời kêu gọi lần thứ hai dành cho cuộc biểu tình ngày 12 tháng 3 tới đây đã được phát đi. Xin kính mời tất cả nhân sĩ, trí thức, các chức sắc của các tôn giáo và tất cả đồng bào Việt Nam ngoài nước nhưng đặc biệt là trong nước phải ý thức rằng đây là nỗ lực cuối cùng để toàn dân Việt thoát khỏi sự nô lệ cai trị của Tàu Cộng. Nếu chúng ta không thành công được trong nỗ lực cuối cùng này thì dứt khoát chúng ta sẽ trở thành Tây Tạng hai. Vậy xin mời tất cả không sót một ai hãy xuống đường, hãy đồng hành cùng toàn dân. Đó là phương pháp tốt nhất chúng ta lựa chọn lúc này. Xin các vị tài giỏi, mưu trí có một phương cách nào hay hơn, hiệu quả hơn thì xin chỉ đường cho chúng tôi bởi vì thời gian cấp bách lắm rồi. Xin cảm ơn, xin kính chào. Việt Nam tôi rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Việt Nam đâu từng cơn sóng xa nhìn đời, người lầm than đôi khổ nghèo nàn, kẻ giàu sang giàu tan lối nàn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng người người đi chẳng hề chi ra chiếc gai trai giơ cao tay trong cuộc xâm lược, trong kẻ nhu đá đá không chờ, đá đá không chờ, đá đá không chờ, đá đá không chờ chúng ta.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị nha. Ngon vậy nha. Như quay trở lại màn hình điện thoại nha anh chị. Bây giờ thì thời tiết ở bên đây nó khá là lạnh luôn anh chị, lạnh lắm. Ngày hôm nay thì do có một số chuyện đột xuất, giống như là không có chúng ta ở bên đây, chúng ta không có nghĩ rằng sẽ có những cái cuộc đồng hành như thế này, cho nên là chúng ta không có chuẩn bị cách kỹ lưỡng. Nhưng mà cái số lượng người đến hôm nay khá là đông, đông hơn là tưởng tượng rất là nhiều, đông lắm anh chị. Thì bây giờ là thời tiết ở bên Na Uy đang rất là lạnh, lạnh lắm. Anh Dương diễn ra sao, đã lạnh quá Dương chơi không nổi đại Dương. Thì các bạn, các anh chị cũng đã thấy rồi đó, chúng ta đã có coi cái cuộc xuống đường ngày hôm nay của người dân Việt Nam rồi phải không? Tại vì chúng ta nó quá sớm để chúng ta chuẩn bị lực lượng một cách nó chu đáo, một cách nó cẩn thận hơn, và kinh nghiệm của chúng ta không kịp để chúng ta truyền tải cái kinh nghiệm. Cho nên là chúng ta cuộc xuống đường như vậy là cũng giống như là những cái sự trải nghiệm cho những người bạn trẻ xuống đường nha. Chúng ta cũng không cảm thấy là chúng ta buồn hay cái mạng nó bị đứng. Cái cáo này á là đại diện từ của bạn Yến. Và bạn Yến nói rằng là dạ. Sao đây là mạng nó đứng đứng kỳ quá. Cháu cho chú hỏi thăm chút xíu nha. Dạ. Cháu là Thùy Dương hả? Dạ. Chú hân hạnh được gặp cháu. Dạ, con cảm ơn chú. Qua được bao lâu rồi? Dạ con mới qua mấy tháng rồi chú, qua 6-7 tháng rồi. Okay. Dạ, qua mấy tháng. Ở Việt Nam ở tỉnh nào? Dạ con ở Long An. À Long An hả? Dạ. Long An thì dạ. Đúng cũng có một cái hên là có chị Phương Nguyên ngồi phụ ở đó đó hả? Dạ, đã đúng rồi chú. Dạ. Thật ra thì chú ra lâu rồi nhưng mà tháng còn trẻ chú cũng có tham gia. Dạ. Nhưng mà cuộc chiến đấu tranh nó cũng dài nhưng mà chú cũng không có nản. Dạ. Chú muốn cảm ơn cháu. Dạ, sao chú cảm ơn con? Dạ, vì trách nhiệm mình là công dân Việt Nam mà chú. Nào mà chúng ta có thể làm được cho đất nước mình, cho quê hương mình á, thì nên là dạ. Không ai thương dân tộc mình hết. Dạ. Mỹ hả? Bất cứ quốc gia nào họ cũng có cái quyền lợi của họ. Dạ. Người Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, họ không thấy được, họ phải yêu dân tộc, yêu đất nước chứ không thể làm tay sai được. Dạ. Thì dạ. Rất là xúc động. Dạ thì con cũng cố gắng. Dạ không có gì đâu chú. Vậy tại vì công dân Việt Nam mà chú, thì mình thà là con không ra nước ngoài, con không biết được Việt Nam mình nó nghèo. Chứ mà khi mình ra nước ngoài rồi mình thấy được cái cảnh tượng nó như vậy, mà người dân ở người Việt của chúng ta sống ở ngoài thế giới, ở bên ngoài sống quá tốt đi. Mà mình thấy người dân của trong mình sao mà sống một cái đời sống quá khổ đi. Con không yên lặng được chú. Cũng có thể là sau này chú có dịp liên lạc liên hệ với cháu. Dạ. Cái đời này cái tội lớn nhất là tội bán nước. Dạ. Dạ tội lớn nhất. Dạ con cảm ơn chú. Dạ. Với cái nhiệt độ rất là lạnh luôn. Em có biết nhiệt độ bây giờ nhiêu độ không? Cái khoảng cái Dương nghĩ là không dưới 1 độ đâu anh chị. Nó lạnh lắm, rất là lạnh. Âm 1 độ hả? Ừ, nhiệt độ bây giờ là âm 1 độ đó các bạn. Nhưng mà cộng đồng người Việt ở nước ngoài ở Na Uy không ngại lột những cái áo của mình ra để đứng ngoài trời để mà biểu tình. Đã đâu? Đã đâu? Đó rồi anh chị. Bây giờ là đi diễu hành anh chị. Chúng ta cố gắng nha. Thực sự chúng ta đấu tranh là chân lý, là chính nghĩa đó anh chị. Chứ không phải chúng ta đấu tranh vô bổ đâu. Chúng ta thấy ở bên đây lạnh như vậy, đời sống của người dân ở Việt ở nước ngoài rất là tốt anh chị. Tốt lắm, sống tốt lắm. Cho nên chúng ta đừng có nản. Cái công cuộc đấu tranh của chúng ta còn dài lắm. Anh chị biết là hồi hôm 4 giờ mấy 5 giờ là Dương tắt điện thoại, 9 giờ mấy hôm nay Dương thức dậy là Dương chạy ra đây cùng với bà con. Thì ngày hôm qua như đây người cũng dõi theo về Việt Nam luôn anh chị. Họ cũng ngủ không có được luôn, sáng nay họ có mặt ở ngoài đây. Chào chị. Dạ chị sang bên đây lâu chưa chị?
Dạ em được 6 năm. Rồi vậy hả? Mà hôm nay chị biết chị ra đây là chị đứng đây có nội dung gì không? Dĩ nhiên phải ra để giành lại Việt Nam của mình, giành lại sự tự do của mình và đuổi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Đuổi Formosa ra, ra khỏi Việt Nam. Dạ. Phải ra khỏi người dân mình mới được sống yên ổn. Dạ. Có nghĩa là ngày hôm nay chị thấy được cái hiểm họa của Formosa phải không? Sẽ thấy rất là lâu rồi nhưng mà mình chưa có cơ hội thôi. Dạ. Cho nên bữa nay mình muốn để tới đây để ủng hộ tinh thần cho những người bạn trẻ ở Việt Nam, phải nói lên tiếng nói của mình. Mình mới có được tự do. Dạ. Mình không nói là không có ai, mình không giành lại tự do cho mình thì không ai có thể giành lại tự do cho mình hết. Dạ dạ dạ, dạ. Cảm ơn chị. Chị mới sang được ngoài bên đây, chị sang được 6 năm rồi, anh chị thấy tinh thần đấu tranh của người Việt ở bên ngoài không? Là ở bên ngoài ai cũng thấy được hiểm họa của Formosa hết rồi. À, ai tôi nương tay xin hỏi anh lại không cho tôi xuống đường để tỏ bài tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh lại ngăn cứu tôi trong giặc tàu ngoại xâm, thương tâm làm tay xây cho tàu để ngàn sao lũ sống bàn tay nào nhưng để máu đồng bào chìm một tháng năm hay để miền Nam tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi bà đó tiếng đâu đây tiếng đâu đây dạ tiếng đâu đây Yến nè, Yến kìa. Chị Anh Hiệp kiếm chị kìa. Dạ, dạ. Chị ơi, có kêu về nhà Việt Nam không? Có kêu về nhà Việt Nam không? Kêu về nhà Việt Nam không? 3 giờ vậy hả? Cái gì hả anh chị, dừng dừng là buổi livestream mà lại đây nha nha. Như vậy được rồi, chúng ta đã biết được cái tinh thần của người Việt ở Na Uy được rồi nha anh chị. Cái gì Dương sẽ nói chuyện với anh chị sau nha. Dừng dừng lại nha anh chị, dừng lại.